khi hai giọng ca tun ngọn cây song ca sẽ đỉnh như thế nào? Khởi My còn phải rén khi hát với Thanh Duy. Nhắc đến các hội bạn thân được yêu thích trong showbiz Việt, không thể quên kể đến hội bạn bao gồm vợ chồng Khởi My, Kelvin Khánh, Thanh Duy, Đại Nhân, Johnny. Kết thân từ sau khi cùng tham gia lớp học Vui Nhộn, hội bạn này thường xuyên gặp gỡ và bày trò lầy lội, đôi khi còn dìm nhau không thương tiếc trên mạng xã hội, khiến dân tình vô cùng thích thú. Đặc biệt trong nhóm bạn này là phải kể đến cặp đôi Khởi My, Thanh Duy, cùng xuất thân là những ca sĩ nội lực trong làng nhạc Việt. Bộ đôi này mà cứ hễ kết hợp hát hò với nhau thì ta nói là anh chị hát cái tun trên trển không ai theo được. Khởi My và Thanh Duy đã có màn song ca đáng nhớ trên sân khấu của Một Đêm Nhạc, cùng nhau thể hiện lại ca khúc Tình Khúc Vàng Đình Đám từng được nhiều nghệ sĩ đình đám cover. Phiên bản ca hát của bộ đôi bạn thân này vẫn cứ là khiến người hâm mộ phải sờn gai ốc bởi cái màn lên hai nốt quá ư là đỉnh. Công nhận là lâu không đi hát, không cân những bản hit cao chót vót, nhưng không thể phủ nhận rằng Khởi My vẫn cứ là lên đỉnh một cách nhẹ tênh. Nổi tiếng là nam ca sĩ có thể giả giọng nữ và cân được nhiều nốt cao tun nữ, Thanh Duy luôn khiến công chúng phải ngả mũ thán phục trong các phần trình diễn của mình. Sao mà u mê cái cách đôi bạn thân này chơi đùa với âm nhạc quá chừng, anh chị vừa hát vừa nâng tun mà cứ như đang dạo chơi vậy đó. Đã không gặp thì thôi, chứ đã gặp là đôi bạn thân này lại cho ra những siêu phẩm âm nhạc chấn động. Bởi ta nói, anh chị mà hát chung thì người khó thở là người nghe nha. Chắc cũng nhờ điểm chung này mà cả hai mới có tình bạn khăng khít cho đến thời điểm hiện tại. Hành trình làm nghề của bộ đôi này cũng gọi là gắn liền với nhau. Bộ đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau trên nhiều sân khấu, hỗ trợ nhau hết mình. Thời gian trước, khi nữ ca sĩ đang tạm gác lại sự nghiệp ca hát để enjoy cuộc sống hôn nhân, Khởi My vẫn cùng chồng đến để ủng hộ anh bạn mình trong cuộc thi. Em nói về anh Duy thì em chỉ muốn nói anh một lời này thôi. Bất kỳ ai cũng có thể phán xét anh, nhưng riêng âm nhạc sẽ không bao giờ phán xét anh. Giúp đỡ hết mình nhưng quậy chung với nhau cũng hết mình luôn. Ta nói cái nhóm danh hài này mà tụ họp ở đâu là y như rằng banh chành chỗ đó. Ngoài Khởi My, Thanh Duy thường có dịp hội ngộ hơn do cũng gọi là chung ngành, chung nghề thì nhóm bạn bước ra từ lớp học Vui Nhộn lâu lâu vẫn cùng nhau hội ngộ, gắn kết tình cảm. Dù đã có định hướng riêng, nhưng nhóm bạn vẫn giữ được tình bạn thân thiết, đặc biệt là đôi bạn Khởi My, Thanh Duy. Bạn có cảm nhận thế nào về những màn nọ giọng của hai tu đọt dừa này? Chia sẻ với Gian nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!